Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách làm món bánh mì cuộn trà xanh. Một loại bánh nhìn vừa đẹp mắt mà ăn thì lại cực kỳ ngon. Bánh mềm, thơm với cái hương vị của trà xanh. Kết hợp cùng với lại một chút hạnh nhân thơm bùi. Cách làm bánh này rất là dễ. Bây giờ các bạn hãy cùng với mình vào bếp chuẩn bị nguyên liệu và bắt đầu thực hiện làm bánh nhé. Nguyên liệu để làm món bánh mì cuộn trà xanh gồm có: để làm bánh thì mình sẽ sử dụng 200g bột mì, các bạn có thể sử dụng bột mì đa dụng hay là bột số 13 cũng được. Tiếp theo mình sẽ cho đường. Các bạn có thể tăng hoặc giảm lượng đường tùy theo sở thích, thích ăn bánh ngọt vừa hay là bánh nhạt của các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ cho men vào. Tiếp theo là muối và một quả trứng gà nhỏ. Sau đó thì trộn đều hết tất cả những cái phần nguyên liệu này lên. Và bây giờ thì mình sẽ cho sữa tươi vào. Sữa tươi ở đây mình dùng là sữa tươi không đường. Các bạn cũng có thể sử dụng sữa tươi có đường. Nếu các bạn dùng sữa có đường thì giảm bớt lượng đường đi một chút nhé. Sau đó thì mình cũng sẽ trộn đều cho cái phần bột và những cái nguyên liệu này nó quyện lại với nhau. Khi bột đã quyện lại thành một khối rồi thì lúc này mình mới cho cái phần bơ lạt vào. Cho bơ vào xong thì mình sẽ tiếp tục nhồi đều cho tới khi khối bột của mình nó mịn, dẻo lại và không còn dính tay nữa mới được nhé. Các bạn có thể cho khối bột ra một cái mặt đá sạch hoặc là một cái tấm nhồi bột như thế này để mình nhồi bột thì nó sẽ dễ hơn và nó đỡ bị dính hơn. Nhồi cho tới khi khối bột của mình nó mịn lại, không còn dính tay nữa thì mình sẽ vo cái khối bột lại thành một khối bột tròn và cho vào trong cái tô. Mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm bọc kín cái tô bột này lại và để ủ khoảng tầm 1 cho tới 2 tiếng đến khi cái khối bột của mình nó nở gấp đôi ra nha. Tiếp tục thì bây giờ mình sẽ đi làm cái phần nhân trà xanh. Mình sẽ cho bơ, đường, một lòng đỏ trứng và sữa đặc vào. Tiếp theo mình cho bột mì và bột trà xanh. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều tất cả cái phần nguyên liệu này lên nhé. Trộn đến khi tất cả cái nguyên liệu của mình nó quyện lại, phần bơ thì nó cũng chảy hết ra và thu được một hỗn hợp bột trà xanh rất là mịn như thế này. Và đây là cái phần bột ban nãy mình đem đi ủ, thì lúc này khối bột của mình nó đã nở to gấp đôi rồi. Mình sẽ lấy bột ra và nhào sơ qua cái miếng bột một chút nữa. Các bạn có thể đập nhẹ xuống cũng được để cho nó vỡ cái khí ở bên trong cái khối bột. Sau đó thì mình sẽ chia khối bột ra thành 6 phần.
mỗi phần khoảng tầm 60g nha các bạn. Chia bột xong thì mình sẽ túng tròn từng cái miếng bột nhỏ lại. Và mình cũng dùng cái màng bọc thực phẩm mình đậy từng cái miếng bột này lại. Mình làm đến đâu thì sẽ lấy ra đến đấy. Lấy từng phần bột nhỏ ra, sau đó thì dùng cái cây cán bột mình cán mỏng cái miếng bột này. Cán mỏng dài cái miếng bột ra một chút, sau đó thì mình sẽ lấy cái phần bột trà xanh ban nãy và mình dàn đều một lớp ở bên trên cái miếng bột. Dàn đều một lớp bột trà xanh bên trên xong thì mình sẽ cuộn dài cái miếng bột của mình lại nhé. Các bạn chỉ việc cuộn tròn nó lại là được. Tiếp tục với những cái miếng bột nhỏ còn lại thì mình cũng sẽ làm tương tự. Ấn dẹt nó xuống, sau đó thì dùng cái cây cán bột cán mỏng ra. Và tiếp tục thì cũng sẽ dàn đều cái lớp bột trà xanh lên bên trên cái khối bột và cuộn lại. Những phần bột còn lại thì các bạn cứ tương tự làm như thế nhé. Sau khi cuộn xong hết cái phần bột thì các bạn sẽ cho những cái miếng bột này vào trong ngăn đá tủ lạnh khoảng tầm 20 phút. Và sau 20 phút thì mình sẽ lấy cái khối bột ở trong ngăn đá của tủ lạnh ra, sau đó thì dùng tay vê đều để cho khối bột của mình nó dài ra. Vê dài được cái miếng bột xong rồi thì mình sẽ dùng một con dao và mình rạch đôi cái khối bột này ra nhé. Tiếp tục thì mình sẽ đan hai cái sợi bột này chéo vào nhau. Và sau đó thì gập tròn cái khối bột lại, dính hai đầu của khối bột lại với nhau. Như vậy là mình đã làm được xong một chiếc bánh cuộn rồi. Làm xong thì mình sẽ cho nó luôn vào trong cái khay nướng nhé. Với những cái phần bột còn lại thì mình cũng sẽ làm tương tự. Mình vê cho nó dài cái khúc bột ra. Sau đó thì dùng dao rạch đôi. Và đan chéo hai sợi bột với nhau. Gập tròn cái khúc bột lại. Rồi mình cũng sẽ tiếp tục cho nó vào trong cái khay nướng nhé. Với những cái khúc bột còn lại thì cũng sẽ làm tương tự như thế thôi. Sau khi làm xong hết thì mình sẽ tiếp tục để ủ bột thêm khoảng tầm 30 phút nữa. Sau khi ủ thêm được 30 phút, những chiếc bánh của mình nó đã nở to hơn thì bây giờ mình sẽ dùng sữa tươi, mình quét lên bên trên cái bề mặt của bánh. Các bạn có thể sử dụng sữa tươi hoặc là lòng đỏ trứng để các bạn quét cũng được. Thì một lát nữa mình nướng ấy, thì nó sẽ có cái màu đẹp hơn. Trong lúc chờ quét mặt bánh thì các bạn nên làm nóng lò trước nhé. Quét lớp trứng hoặc lớp sữa xong thì mình sẽ rải thêm một chút cái phần hạnh nhân lát. Các bạn có thể rải hạnh nhân hay là rải vừng, rắc vừng lên cũng được nhé. Và quét xong thì mình sẽ cho luôn bánh vào trong lò để mình nướng. Bánh này thì mình sẽ nướng nhiệt là 170 độ C, thời gian là 20 phút và cũng tùy theo lò của các bạn nữa nha. Sau 20 phút nướng thì những chiếc bánh của mình đã chín vàng đều, rất là đẹp mắt và cực kỳ thơm rồi đây các bạn. Các bạn mà không có lò nướng ấy thì các bạn có thể sử dụng nồi chiên không dầu để mình nướng bánh cũng được nha. Một chiếc bánh nhỏ xinh vừa thơm bơ, thơm sữa, thơm vị của trà xanh, lại bùi bùi cái vị của hạnh nhân. Bánh khi mình ăn thì cái lớp vỏ bên ngoài nó giòn giòn, phần ruột bên trong thì nó lại mềm, xốp. Vô cùng là hấp dẫn.
Các bạn hãy vào bếp và thử thực hiện ngay món bánh mì cuộn trà xanh đẹp mắt này nhé. Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.